Đau không? Cố gắng nha. Tương lai có bọn gái xinh có. Ừ, đúng rồi, vì tương lai có bọn gái xinh. Phải hết mụn mới có bọn gái xinh. Đúng rồi. Sao giới thiệu cho. Chúng thanh niên nó cũng miệng không mày. Hả? Thanh niên nó cũng miệng không mày. Nhiều lắm chứ rắn. Nãy giờ đúng mấy cục chó bao nhiêu. Nó ở dưới giò nè. Không không. Nó có bò. Cố lên nghe. Xin tự lặng vô. Muốn hết mụn là có quá trình. Mấy cái chị ơi. Đó liệu là sao lần là một tuần là một lần hay là đi thường xuyên chị? Lúc nào một tuần một lần. Đầu mà cũng đúng bọn mình.